Hàng năm cứ vào dịp đầu hè, công viên nước Hồ Tây lại tổ chức chương trình Ngày hội mở cửa với nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và du khách đến nơi đây. Để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của các bạn trẻ và du khách, tại ngày hội mở cửa, công viên nước đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí đặc sắc và hấp dẫn dành cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Đặc biệt năm nay, công viên nước đã được đầu tư lắp đặt thay thế hệ thống đường trượt Alan mới được sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất hiện nay của Tây Ban Nha. Với 6 làn trượt có kích thước rộng hơn, độ dốc cao hơn và bề mặt trơn bóng, giúp mang đến cho người chơi nhiều trải nghiệm rất thú vị và thích thú. Hôm nay em đến chơi là nhờ fanpage chia sẻ lên Facebook và cảm nhận của em đến đây là chơi là vui, đông, có nhiều trò chơi mới và độc đáo. Thế đây khá rộng và nhiều trò chơi, đặc biệt là thời gian không giới hạn, có thể chơi được từ sáng đến chiều. Ngoài ra có dịch vụ ăn uống các kiểu, nó khá hợp lý. Chúng tôi rất kỳ vọng đây sẽ là một cái sự kiện mang lại rất là nhiều những cái giá trị về vui chơi giải trí, giá trị tinh thần và giá trị thư giãn cho tất cả các khách hàng đến vui chơi giải trí tại công viên Hồ Tây. Nó cũng nằm trong cái cam kết và cái mục tiêu của công viên Hồ Tây, đó là chúng tôi luôn mong muốn mang lại nhiều giá trị hơn so với cái số tiền mà khách hàng chi trả. Bên cạnh những trò chơi tại công viên nước thì tại công viên Mặt Trời Mới có diện tích 2,9 hectare với nhiều trò chơi dành cho trẻ em và các bạn thanh niên như tàu điện trên không, đu quay khổng lồ, thuyền hải tặc, đu quay hào hoa. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000, sau gần 20 năm đi vào hoạt động, công viên nước Hồ Tây đã trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ của riêng giới trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội mà còn là điểm đến du lịch trải nghiệm cuối tuần dành cho các bạn trẻ trên nhiều tỉnh thành. Nằm ở phía tây bắc của Hà Nội, với quy mô rộng lớn và thiết bị trò chơi hiện đại, công viên nước Hồ Tây đã và đang là điểm đến thú vị cho nhiều gia đình cũng như các bạn trẻ trong nhiều năm qua, nhất là trong những ngày hè